Và họ tên đầy đủ của em là Tăng Thị Mỹ Ngữ, em sinh năm 1990 và quê quán của em là ở Sóc Trăng. Hiện tại thì em đang vợ chồng của em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Bạc Liêu à. Và em cũng rất là may mắn khi được học tập đầy đủ và tốt nghiệp đại học tài chính ngân hàng. Nhưng mà em ngay ra trường thì em cũng mới làm, chưa có làm mà về chuyên ngành mà đi làm thêm cũng về ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng rồi chia sẻ khách hàng cho các khu du lịch ha, và giống như mình là phục vụ nè rồi pha chế đó. Thì qua cái môi trường đó đó thì em cũng biết một ít kinh nghiệm là về chăm sóc khách hàng như thế nào, và cũng như là cái cách mình giao tiếp với khách hàng như thế nào. Và em biết đến Care4 cũng như là biết đến sản phẩm sữa Nôn của mình vào tháng 8 năm 2018, là lúc đó gia đình em có vấn đề về sức khỏe, cha mẹ có vấn đề về sức khỏe và được một người dượng cũng là người tuyến trên của em, đó là giám đốc một sao chú Nguyễn Hoàng Lĩ ở thị trường Bạc Liêu, chia sẻ sản phẩm cũng như là cơ hội kinh doanh cho em, cho gia đình. Thì thời gian ban đầu là em cũng là người làm thêm và trong quá trình đó thì em học tập, vừa học tập vừa tìm hiểu và học tập và mình phát triển bản thân. Và đến tháng 9 năm 2022 thì em mới quyết định mình bắt đầu mình kinh doanh hợp tác cùng với Care4 và xem Care4 là sự nghiệp để mà mình phát triển lâu dài. Bởi vì ở Care4 là có rất là nhiều giá trị mà em mong muốn đạt được, cho nên là em quyết tâm và đồng hành với Care4 trong tương lai. Và quy trình chăm sóc khách hàng thì mình làm bất cứ công việc gì đúng không ạ, mình cũng cần phải có quy trình, cần phải có quy trình và để mà mình thực hiện theo. Nếu như mà mình không có quy trình á thì mình không biết là ngày hôm nay mình cần phải làm gì rồi ngày mai mình cần phải làm gì đúng không ạ. Cho nên đó là khi mình làm việc á, quy trình rất là quan trọng và chăm sóc khách hàng cũng cũng giống như vậy à. Và nếu như mà mình không có chăm sóc khách hàng á thì khách hàng sẽ không được dùng sản phẩm trong cái sự hiểu biết, khách hàng sẽ không nhận được những cái giá trị dịch vụ mà chúng ta hoặc là công ty của chúng ta mang lại. Cho nên là việc chăm sóc khách hàng vô cùng quan trọng. Nếu như mà cả nhà muốn giữ chân được khách hàng và muốn lan tỏa sản phẩm thì cái việc chăm sóc khách hàng là vô cùng cần thiết và quan trọng, và chúng ta phải chăm sóc mỗi ngày. Không những là chăm sóc khách hàng vô đang dùng sản phẩm mà đôi khi mình cần phải chăm sóc cả gia đình luôn đó. Thì việc chăm sóc khách hàng thì mới giữ được thị trường và giúp cho mình tăng doanh số bền vững ha. Thì đôi khi mình chăm sóc cả gia đình á thì cả gia đình dùng sản phẩm thì sao cả nhà? Nếu như mà một gia đình mà mỗi tháng một thùng thì có phải là mỗi tháng mình chỉ cần chăm sóc là 5 gia đình thôi không? Thì là mình đã đạt được là bán hàng xuất sắc rồi. Thì cả nhà thấy là mình có thể là rất là tuyệt vời không ạ? Và thu nhập là ổn định luôn. Nếu như mà cô chú anh chị là giám đốc á, thì mỗi tháng mình chỉ cần chăm sóc 5 gia đình thôi là mình có thu nhập rất là ổn định rồi. Thay vì mình chăm sóc 30 gia đình, chỉ chăm sóc cái người một người dùng thôi và không có sự lan tỏa thì mình chăm sóc tới 30 khách hàng lận. Còn nếu như mà mỗi gia đình mà mỗi tháng dùng một thùng đó, vậy thì thông qua cái việc mình chăm sóc tốt và mình có những cái dịch vụ tốt hơn thì khách hàng sẽ dùng lâu dài với mình, và bên cạnh đó là còn lan tỏa cho gia đình và cho hàng xóm nữa, thì sẽ giúp cho mình là tăng doanh số rất là bền vững ạ. Rồi, và
quy trình chăm sóc khách hàng á thì không phải là mình chỉ chăm sóc những khách hàng mà đang dùng sản phẩm không đâu à, mà mình chăm sóc luôn cả những cái khách hàng mà chưa mua sản phẩm nữa. Và các anh chị lãnh đạo hay hay chia sẻ đó là mình chia sẻ cho khách hàng á, không phải là chỉ một lần. Một lần mà khách hàng từ chối rồi á thì mình bỏ qua khách hàng đó luôn, nhưng mà mình sẽ ghi lại thông tin lý do tại sao mà khách hàng đó chưa mua sản phẩm nè, hoặc là tại sao khách hàng nó không quan tâm đến sản phẩm. Thì có phải là mình chia sẻ chưa đúng nhu cầu hay không, hay là khách hàng chưa có điều kiện, hay là khách hàng có cái lý do nào đó, thì mình sẽ ghi lại. Và những lần sau á, lần sau mình sẽ gặp lại, và ít nhất là trong một tháng mình cũng phải gặp lại từ 4 lần đến 6 lần đó, 4 lần đến 6 lần. Thì cái đó là về chăm sóc khách hàng là chưa mua sản phẩm. Và nó sẽ có hai trường hợp, là trường hợp khách hàng quan tâm nhưng mà chưa mua, thì có cái thông tin nào đó mà làm cho khách hàng chưa mua rồi. Trường hợp thứ hai là khách hàng không quan tâm luôn, nhưng mà mình vẫn ghi lại và mình tiếp tục mình chăm sóc những cái khách hàng này. Đôi khi khách hàng không không quan tâm, khách hàng không mua, nhưng mà khách hàng cũng có thể giới thiệu cho mình, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình đừng bỏ qua bất cứ khách hàng nào hay cả nhà. Và công ty, em thấy công ty là rất là chu đáo luôn đó. Nếu như mà cả nhà đang mở cái quyển hợp đồng á, cái quyển tài liệu của mình á, ở trang thứ 28 á, thì cả nhà thấy là công ty mình rất là chu đáo, chia sẻ rất là chi tiết. Nếu như mà trường hợp khách hàng không quan tâm mà chưa mua làm sao đó, thì công ty cũng hướng dẫn cho mình á, là cách chia sẻ như thế nào. Ví dụ như là mình chia sẻ rồi mà khách chưa mua đó, thì trước khi là rời đi nè, thì mình hãy đưa thông tin cho khách hàng, ví dụ như là tờ rơi về bữa sáng kháng thể, và mình chia sẻ cho khách hàng rồi những cái câu nói như thế nào đó, là công ty có hướng dẫn cho mình hết ha cả nhà. Ví dụ như là công ty có chỉ cho mình như thế này nè: anh chị ơi, trước khi tạm biệt á thì em có tờ thông tin này gửi đến anh chị tham khảo, và với thông tin ngắn nhưng sẽ giúp cho anh chị hiểu thêm về giá trị của bữa sáng khác, bữa sáng lành mạnh đối với sức khỏe của chúng ta hiện nay. Lần sau có dịp quay lại, anh chị em mình sẽ trò chuyện thêm nhé. Cả nhà thấy những cái câu này rất là hay không ạ, và thể hiện cái sự chuyên nghiệp á. Công ty rất là chu đáo luôn, hướng dẫn cho mình cụ thể chi tiết. Rồi 4 ngày sau thì đến thì nói gì nè đó, 4 ngày sau thì nhà phòng mình á hãy quay lại để chăm sóc khách hàng và tương tác với khách hàng ha. Thì mình cần chuẩn bị tờ rơi về kháng thể nè, đưa cho khách hàng tham khảo, hoặc là các truyền thông về tình trạng kháng thuốc suy yếu hệ miễn dịch. Thì các truyền thông mình có thể là mình tìm ở trên báo đài, hoặc là các video video trên trên đài ha. Rồi 14 ngày sau thì mình quay lại, là mình tiếp tục gửi thông tin là về lợi khuẩn tiêu hóa nè đó. Rồi khi khách hàng có đầy đủ thông tin thì đôi khi là họ sẽ thay đổi, hoặc là ban đầu á mình chia sẻ chưa có đúng nhu cầu, nhưng mà những lần sau á mình chia sẻ đúng nhu cầu của khách hàng, đúng nhu cầu là khách hàng mong muốn thay đổi về sức khỏe như thế nào đó, thì đôi khi những lần sau mình chia sẻ mới đúng nhu cầu á, thì khách hàng sẽ thay đổi lại quyết định của mình và chọn sản phẩm của mình để chăm sóc. Rồi 21 ngày sau thì quay lại như thế nào nè, đã đưa thêm thông tin về vitamin và khoáng chất. Rồi tiếp tục 28 ngày sau thì quay lại là cái này là tính từ cái ngày đầu tiên nha cả nhà, chứ không phải là 21 ngày xong rồi tới 28 ngày nữa mình mới quay lại đó. Thì cách 21 ngày thì có nghĩa là 7 ngày nữa, 7 ngày nữa có nghĩa là 28 ngày đó, là ngày thứ 28 đó, thì mình sẽ quay lại mình chăm sóc tiếp.
Rồi, theo thống kê thì với một người khách hàng khó tính á, là xác suất thành công khi mà chúng ta có đủ sự kiên trì ít nhất là 6 lần tiếp xúc. Thì cái đây là thống kê của những anh chị cô chú là đã làm được và thống kê lại ha. Cho nên là khi mà mình chia sẻ cho khách hàng mà một hai lần á, mình đừng có nản mà mình hãy kiên trì và tiếp tục cung cấp những cái thông tin cần thiết cho khách hàng của mình. Và khi mà khách hàng đồng ý thì chúng ta hãy quảng bá họ đến những cái điểm Gimby để được tư vấn và chăm sóc để tạo thêm niềm tin lớn hơn. Đó, và công ty cũng lưu ý cho mình nè, là các anh chị nhà phân phối mình hãy trao đổi danh sách của nhau để mà mình giúp chăm sóc cho nhau ở cả nhà. Ví dụ như là em chăm sóc khách hàng của các anh chị và nhờ các anh chị chăm sóc lại khách hàng của em. Đó, đôi khi là mình sẽ có những cái câu chuyện khác để mà mình chia sẻ, mình kể cho khách hàng của mình nghe. Và mình cũng khách hàng mà chưa có quan tâm đó thì mình cứ cũng kiên trì mình chia sẻ và mình tạo cái sự gắn kết giống như là tạo sự thâm tình đó, ha cả nhà. Rồi nếu như mà khách hàng đã mua sản phẩm thì mình hãy ghi lại và mình đưa vào quy trình chăm sóc 1, 4, 7, 14, 21, 28. Có nghĩa là ngày thứ nhất là mình cần phải nói gì, mình gặp lại khách hàng hoặc là mình alo cho khách hàng á, rồi mình nói gì, rồi ngày thứ tư nói gì, ngày thứ bảy nói gì, ngày thứ 14, 21, 28 là mình cần phải nói gì, là công ty sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình. Thì em Mỹ Ngữ cùng với cả nhà mình sẽ tiếp tục mình tìm hiểu ha. Và bên cạnh đó là mình cũng đưa khách hàng đến những cái điểm sinh hoạt GMB hàng tuần, ví dụ như là thường á là mình sẽ có những cái điểm học tập, điểm GMB là của mình, thì mình hãy đưa khách hàng đến và sẽ có những khi mà khách hàng đến điểm GMB của mình á là sẽ có những cái câu chuyện tương đương với câu chuyện của khách hàng, và họ nghe cái câu chuyện đó thì mình cũng tạo lên thêm cái niềm tin. Và đến điểm Gimby khách hàng thấy là có nhiều khách hàng với nhau và có nhiều câu chuyện với nhau thì khách hàng sẽ an tâm hơn, và mình sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn. Đó là mình giúp cho khách hàng dùng trong sự hiểu biết và chọn sản phẩm của mình để chăm sóc cho bản thân lâu dài hơn, và bên cạnh đó là đôi khi là chăm sóc cho cả gia đình luôn đó. Thì khi mà mình đi vào quy trình nè, thì đây là quy trình mà mình chăm sóc khách hàng là đã mua sản phẩm và đang sử dụng sản phẩm. Ngày thứ nhất, thứ bốn, thứ bảy, 14, 21, 28. Vậy thì ngày thứ nhất mình gặp lại khách hàng thì mình chia sẻ những gì ạ? Có nghĩa là hôm qua mình mới chia sẻ cho khách hàng và khách hàng đón nhận, thì có phải là ngày hôm qua là khách hàng đã dùng lần đầu tiên rồi, và ngày hôm nay thì mình hãy alo lại cho khách hàng. Đầu tiên là mình hãy hỏi về cách pha nè, tại vì mới một ngày mà cả nhà hỏi mà cô có thấy gì chưa hoặc là cô thấy khỏe chưa, thì chắc chắn là chưa có ha cả nhà, mới ngày đầu tiên thôi. Cho nên là mình hãy hướng đến là hỏi khách hàng là có dùng có đúng hay không, và quan trọng là sản phẩm của mình dùng đúng, dùng đều mỗi ngày, dùng đủ nữa thì mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất đó. Rồi mình hướng dẫn lại cách sử dụng như thế nào nè, giống như là cách pha gì đó. Mình có thể là mình hỏi khách hàng là cô ơi, sáng cô dùng sản phẩm chưa, rồi cô pha như thế nào, cô chú có thể chia sẻ lại cho con hay không. Thì cái đó là em hay hay hỏi khách hàng mình như vậy. Sáng cô pha bằng nước nóng hay là nước lạnh đó. Thì đôi khi theo cái thói quen của bình thường á, là khi mà khách hàng dùng sữa thông thường á là sữa nào cũng pha bằng nước nước nóng hoặc là nước ấm đó. Nhưng mà cái điều khác biệt là sản phẩm sữa non của mình á là pha bằng nước nước nguội nha,
nước nguội hoặc là nước suối hoặc là nước lọc là tốt nhất. Cho nên nó là đôi khi mình cần phải mình nhắc lại để khách hàng pha theo cái thói quen, pha theo cái sở thích đó, là thích uống uống nóng, hoặc là thói quen hồi trước giờ là sữa là dùng nước nóng đó. Thì nếu như mà khách hàng dùng không đúng và cách sử dụng không đúng đó thì sẽ không có cái hiệu quả tốt nhất được. Cho nên là mình thường xuyên mình nhắc nhở lại cho khách hàng để khách hàng sử dụng, biết cách sử dụng và cũng cách bảo quản nữa. Bảo quản thì nhắc khách hàng là để ở chỗ mát nè, đừng để ở chỗ nóng như là bếp, tủ lạnh hoặc là gần ngay ánh nắng, thì cái nhiệt độ cao á nó sẽ làm giảm chất lượng của lon sản phẩm mình. Rồi nếu như mà khách hàng có dấu hiệu chuyển hóa gì đó, nếu có thì này mới ngày đầu tiên thì rất là ít ha. Hoặc là khách hàng có những, hoặc là mình hỏi cô chú anh chị có thắc mắc gì không, ví dụ như anh ta có thắc mắc nghe tin đồn hoặc là nghe trên tivi báo đài đó thì nói như thế này như kia gì đó, thì mình hỏi để mà mình biết là khách hàng đang còn có những cái thắc mắc gì, và khách hàng hỏi mình và mình giải đáp luôn. Còn nếu như mà khách hàng không, mình không hỏi khách hàng á mà khách hàng có thắc mắc thì khách hàng lại tin những cái điều đó, bởi vì khách hàng không có được sự giải đáp á và cứ tin những cái điều đó thì đôi khi là lại không có niềm tin khi mà dùng sản phẩm của mình. Rồi công ty cũng hướng dẫn cho mình nè là mình hãy dùng cái cẩm nang thông tin của sản phẩm á, là cũng là trong cái bộ hợp đồng của mình luôn, là có một cái quyển cẩm nang nhỏ là sẽ ghi ra thành phần xuất xứ ở đâu nè và có những cái thành phần gì. Rồi còn có những cái câu rất là hay, ví dụ như là sữa non từ bò là món quà vô giá từ thiên nhiên cho sức khỏe con người chúng ta đó. Rồi công ty cũng hướng dẫn mình có thể mình nói với khách hàng là cô chú anh chị hãy tin tưởng sử dụng sản phẩm Colot Acigon, sản phẩm chứa thành phần sữa non từ bò của công ty chúng em. Ngày đầu tiên thì dùng sản phẩm thì cách pha, cách uống là quan trọng nhất. Khi pha đúng, uống đúng sẽ tạo nên hiệu quả tốt nhất. Và nếu anh chị quên thì có thể, nếu mà mình quên đó thì có thể xem lại cái cẩm nang ha, cuốn cẩm nang. Và trong quá trình sử dụng nếu mà cô chú anh chị có thắc mắc thì cũng có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã rất nhiều, hoặc là đã tin 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 tưởng chọn cô lót để mà chăm sóc cho bản thân, cho cả gia đình đó. Thì nếu như mà mình không biết mình nói với khách hàng như thế nào thì cả nhà hãy dựa vào cái quy trình của công ty và cái sự hướng dẫn của công ty ha, rất là hay. Rồi đó là ngày thứ nhất, rồi ngày thứ đến ngày thứ tư thì mình sẽ chia sẻ gì? Ngày thứ tư thì mình sẽ chia sẻ thông tin giá trị của kháng thể, chia sẻ về kháng thể rồi hệ miễn dịch nè, rồi mình kể chuyện. Vậy thì mình chia sẻ kháng thể là mình cứ dựa vào năm thành phần á cả nhà đó. Thì giống như là mỗi lần mình alo cho khách hàng mình hoặc là mình gặp trực tiếp khách hàng đó, thì mỗi lần mình sẽ cung cấp cho khách hàng một câu chuyện hoặc là một chủ đề, một điều gì đó là khác nhau. Còn nếu như mà mỗi lần mình gặp có những câu chuyện giống nhau không á, thì nó sẽ cảm thấy là rất là nhàm chán. Cho nên là mình thay đổi, mỗi lần mình chỉ chia sẻ một câu chuyện thôi, và mình gặp khách hàng là từ tầm 15 đến 30 phút thôi ha cả nhà. Nhiều quá thì đôi khi lại là làm mất thời gian của khách hàng, tùy theo là khách hàng có nhiều thời gian hay không hoặc là ít thời gian. Và nếu như mình thường á là mình sẽ gọi điện thoại, hay gọi điện thoại nếu như mà khách hàng đó ở xa thì mình gọi điện thoại, còn nếu khách hàng ở gần á thì mình có thể mình đến gặp trực tiếp khách hàng luôn. Và ngày thứ tư là mình chia sẻ về kháng thể đó. Thì mình nói với khách hàng á, chúc anh chị ngày mới vui vẻ. Sau 4 ngày dùng sản phẩm thì anh chị đã cảm nhận được giá trị từ các thành phần trong lon sản phẩm. Trong đó thành phần nổi trội nhất là kháng thể tự nhiên. Bởi vì tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan từ y tế đến chăn nuôi ở Việt Nam,
cho nên dẫn đến báo động đỏ về tình trạng kháng sinh dẫn đến tử vong. Và bên cạnh đó là sữa non từ bò lại là nguồn cung cấp kháng thể tự nhiên quý giá của chúng ta, khỏe mạnh, hạn chế lệ thuộc vào kháng sinh. Sữa non 24 giờ là loại sữa non chất lượng vượt trội, được thu hoạch trong vòng một ngày đầu sau khi bò mẹ sinh bê con, với hàm lượng kháng thể tự nhiên chiếm 70 đến 80% tổng lượng kháng thể trong sữa non. Đó là công ty cung cấp cho mình là thông tin như vậy luôn ha cả nhà. Và cái này á, nếu mà cả nhà mình á alo cho khách hàng rồi mình cứ nói y chang vậy đi, mà nghe nó hay nữa đúng không, nghe cái sự thể hiện cái sự chuyên nghiệp nữa. Rồi nếu mà mình có hiểu biết thêm á, mình có nhiều thông tin thêm thì mình cũng có thể chia sẻ cho khách hàng, là ví dụ như là nếu mà kháng thể là gì, mình có thể chia sẻ với khách hàng kháng thể là gì, hệ miễn dịch là gì, rồi nếu như mà kháng thể hệ miễn dịch của mình suy yếu thì dẫn đến những cái tình trạng gì, là những cái vấn đề về viêm nhiễm, là ví dụ như viêm son, viêm mũi, dạ dày, viêm dạ dày, viêm khớp đó, thì cái đó là những cái vấn đề do cái hệ miễn dịch suy giảm. Rồi nếu như mà hệ miễn dịch suy giảm thì dẫn đến những cái vấn đề gì, rồi mình sẽ kể chuyện là mình sẽ tìm những cái câu chuyện mà tương đương với cái câu chuyện của khách hàng, hoặc là những cái câu chuyện mà liên quan đến suy giảm hệ miễn dịch đó, liên quan đến kháng thể. Thì nếu như mình chưa có nhiều khách hàng thì mình hãy dùng những cái câu chuyện mà của các anh chị làm chung nè, hoặc là của đội nhóm mình đó cả nhà. Cho nên là tại sao mà mình hãy đến điểm ghi MB của mình, bởi vì đến những cái điểm đó mình sẽ có rất là nhiều câu chuyện luôn, từ các tuyến trên rồi tuyến bạn, các anh chị tuyến bạn, hoặc là câu chuyện của khách hàng đó. Mình hãy quay video lại hoặc là mình ghi lại những cái câu chuyện đó để mà mình kể cho khách hàng của mình nghe. Khách hàng của mình mà có vấn đề giống như vậy đó thì mình hãy dùng những cái câu chuyện đó, và nếu như mà có hình ảnh luôn là càng tốt, mà quay được video nữa thì càng càng tốt hơn nữa. Mình mở ra mình cho khách hàng của mình xem thì nghe, hoặc là mình cũng có thể dùng những cái tờ báo, báo rồi video của công ty nè, công ty mình hỗ trợ rất là nhiều video truyền thông trên các báo đài, VTV, hoặc là các cái trang trang báo nổi tiếng của mình, những cái trang báo mà chính thống á, thì rất là nhiều thông tin để mình hãy thu thập lại những cái thông tin đó để mình chia sẻ cho khách hàng của mình. Đó. Thì ngày đầu tiên là mình ngày đầu tiên á, là về sử dụng ha, rồi ngày thứ tư á, là về kháng thể, và ngày thứ bảy là mình chia sẻ thông tin giá trị của canxi. Đó, thì cả nhà cũng nhớ là giống như là mình chia sẻ về năm thành phần vậy đó, và mỗi một lần mình gặp khách hàng thì mình sẽ chia sẻ một cái thành phần khác nhau. Rồi ngày thứ bảy mình chia sẻ thông tin về giá trị của canxi. Đó thì mình cũng alo cho khách hàng và mình nói là chào anh chị, ngày mới luôn hạnh phúc. Sau 7 ngày sử dụng thì anh chị cảm nhận thêm về giá trị của thành phần thứ hai, đó là thành phần rất quan trọng đối với sức khỏe của con người, đó là canxi. Rồi bởi vì bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam hiện nay chỉ cung cấp khoảng 50% nhu cầu canxi, cho nên là dẫn đến tình trạng hầu hết người Việt Nam đang thiếu canxi. Và bên cạnh đó, bổ sung canxi với liệu trình phù hợp là giải pháp tối ưu để đảm bảo cơ thể không bị thiếu canxi. Rồi canxi của mình là canxi hữu cơ ha, kết hợp với vitamin D3, rồi các khoáng chất như magie, phốt pho giúp hỗ trợ tăng mật độ khoáng chất có trong xương, xây dựng các tế bào xương mới, giảm tỷ lệ gãy xương do loãng xương. Nó thì rất là nhiều thông tin mình chia sẻ cho khách hàng. Và nếu như mà canxi không á, thì rất là khó. Canxi cần phải có thêm á, là vitamin D3 nè,
rồi magie phốt pho thì mới giúp được là canxi hấp thụ tốt nhất vào cơ thể của mình. Và trong sản phẩm của mình là có đầy đủ hết trơn luôn, cho nên là khách hàng chỉ dùng một sản phẩm mà đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của khách hàng. À, rồi mình có thêm thông tin gì về canxi, ví dụ như là nếu như mà thiếu canxi đó thì cơ thể mình sẽ gây ra những cái vấn đề gì, thì mình kể cho khách hàng mình nghe ha. Tê tay, tê chân nè, chuột rút, rồi tiểu đi, mất ngủ, đau nhức xương khớp, rồi máu huyết không có lưu thông đó. Và nhìn thiếu canxi là sẽ gây ra là đến 147 vấn đề về sức khỏe đó. Rồi mình cũng kể chuyện, là mình dùng những cái câu chuyện của đội nhóm hoặc là của các khách hàng khác đó mà có vấn đề về thiếu canxi, như là tê tay nè, đau nhức xương khớp đó, mà họ dùng thời gian rồi được cải thiện sức khỏe đó. Mình dùng những cái câu chuyện đó mình kể cho khách hàng của mình nghe. Rồi mình cũng dùng các thông tin về báo đài, về truyền thông, các báo đài rất là nhiều thông tin hữu ích dành cho mình luôn ha cả nhà. Rồi ngày thứ 14 giống như là cái cách một tuần á, là mình hãy gặp lại khách hàng để mà mình hỏi thăm cái vấn đề sức khỏe, là khách hàng có dùng đúng đủ điều hay không, rồi khách hàng dùng có những cái chuyển hóa hoặc là có những cái vấn đề thắc mắc gì đó, mình gặp lại để mà giải đáp cho khách hàng. Rồi ngày thứ 14 thì mình chia sẻ thông tin giá trị của lợi khuẩn, chia sẻ về lợi khuẩn và kể chuyện ha. Thì rất là tuyệt vời khi mà sản phẩm của mình là kết hợp được lợi khuẩn, bởi vì các sữa thông thường khác thì rất rất là hầu như là không có lợi khuẩn, mà lợi khuẩn thì mình sẽ dùng ở trong là gì, các loại sữa chua hoặc là các men thì mới có lợi khuẩn ha. Nhưng mà trong colot của mình á là tích hợp được lợi khuẩn vào luôn và hỗ trợ đường ruột rất là tốt. Thì khi mà đường ruột mình khỏe thì cơ thể mình mới ăn uống mới được hấp thu và mới khỏe mạnh được, cho nên là đường ruột rất là quan trọng. Và mình cũng alo cho khách hàng rồi. Mình ngày thứ 14 là giống như là khách hàng dùng được nửa lon rồi đó cả nhà. Nếu như mà mỗi ngày khách hàng dùng 1 lần đó thì dùng được nửa lon rồi đó. Còn nếu như mà khách hàng mà dùng ngày 2 lần thì sao? Thì có phải là ngày 14 là sắp hết sản phẩm hay không? Sắp hết sữa hay không? Đó, cho nên là đôi khi nếu như mà mình không alo cho khách hàng á, là khách hàng cũng nghỉ dùng luôn. Thôi tôi dùng lon rồi, tôi thấy cũng hơi ổn ổn rồi. Hay là khách hàng nó ha, tôi cũng không cần, tôi thấy tôi cũng khỏe, chắc tôi không cần uống đâu. Đó. Rồi đôi khi mình alo, mình gặp lại khách hàng thì khách hàng mới nhớ đến mình, rồi tiếp tục dùng sản phẩm của mình ha. Đó, cho nên là cái ngày thứ 14 cũng rất là quan trọng nè. Rồi mình cung cấp thêm thông tin là về lợi khuẩn. Rồi, chào các anh chị nha. Chúc các anh chị ngày mới luôn may mắn. Cảm ơn anh chị đã tin dùng sản phẩm Colot Isigon đến ngày thứ 14. Lúc này anh chị hãy cảm thấy rằng hệ tiêu hóa của mình đã hoạt động tốt hơn rất nhiều. Đó là do giá trị của thành phần lợi khuẩn mang lại. Bởi vì 8 trên 10 người trưởng thành ở Việt Nam hiện nay đều có rối loạn hệ tiêu hóa, cho nên dẫn đến tình trạng suy giảm hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó, bổ sung lợi khuẩn tiêu hóa cùng chất xơ hòa tan là giải pháp tối ưu để luôn đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hệ miễn dịch cân bằng. Đó. Là những cái câu mở đầu đó là mình có thể mình nói như vậy với khách hàng của mình. Rồi mình cũng dùng các thông tin, các cái câu chuyện tương đương với khách hàng để mà mình kể cho khách hàng nghe, và khách hàng có thêm niềm tin về sản phẩm hay cả nhà. Nãy giờ mình thấy là chia sẻ từng thành phần vậy đó, cho nên là khách hàng mới hiểu được là tại sao sản phẩm của mình là đối tượng nào dùng cũng được, rồi dùng khỏe, càng ngày càng dùng càng khỏe, bởi vì có rất là nhiều thành phần quan trọng luôn. Rồi đến ngày thứ 21 thì mình chia sẻ thông tin giá trị dinh dưỡng cân bằng đó, vitamin và khoáng chất, và cũng kể chuyện ha. Mặc dù đôi khi là khách hàng của mình là ít có quan tâm về vitamin và khoáng chất lắm,
quan tâm về canxi hoặc là về là vẫn cho hỗ trợ đường ruột thôi, nhưng mà về dinh dưỡng á, là cơ thể mình không thể thiếu một vitamin nào hết hoặc là một khoáng chất nào hết, bởi vì mỗi mỗi loại mỗi dinh dưỡng nó sẽ hỗ trợ trong cơ thể mình khác nhau. Nó cũng giống như là hồi tối mình cũng nghe dược sĩ Hồng Điệp đó chia sẻ về lá gan của mình đó, thì có phải là mỗi một bộ phận sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau, thì khi mà mình ăn uống dinh dưỡng cần cái sự cân bằng và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để giúp cho cơ thể mình là được phát triển toàn diện, được khỏe toàn diện. Và mỗi loại vitamin, mỗi loại khoáng chất là sẽ có cái công dụng khác nhau và hỗ trợ giúp cho cái bộ phận nào trên cơ thể mình nó sẽ đều có cái nhiệm vụ khác nhau hết. Cho nên là cái việc cân bằng dinh dưỡng này rất là quan trọng. Và các chuyên gia dinh dưỡng cũng cũng có chia sẻ với mình đó, ha cả nhà. Rồi mình cũng dùng mình cũng kể chuyện là hoặc là mình tìm hiểu trên các thông tin truyền thông trên Google, là nếu như mà cơ thể mình thiếu vitamin gì đó thì sẽ có những cái dấu hiệu gì, rồi ảnh hưởng như thế nào đến đối với sức khỏe của mình. Đó này mình chia sẻ cho khách hàng biết. Đó là ngày thứ 21 là mình chia sẻ thông tin về các vitamin, và đặc biệt hơn là trong lon colostrum acygon của mình là đến 20 loại vitamin và khoáng chất, là rất là nhiều luôn. Rất là nhiều vitamin và khoáng chất, là gần như là cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của mình. Rồi đến ngày 28 thì đến đây là gần hết lon sản phẩm rồi. Nếu như mà khách hàng dùng 1 tháng 1 lon, 1 ngày 1 lần thôi, thì đến ngày 28 là chỉ còn 1 2 ngày nữa là đã hết sản phẩm rồi, thì mình sẽ chia sẻ là lợi ích của việc trở thành khách hàng thành viên và hướng tới cho khách hàng là dùng sản phẩm miễn phí. Và nếu như mà khách mình cung cấp cho khách hàng một cái dịch vụ tốt và có nhiều lợi ích ha, vậy thì lợi ích của cái việc trở thành khách hàng thành viên là gì ạ? Có phải là khách hàng được được dùng sản phẩm chính hãng nè, được mua trực tiếp từ công ty luôn, rồi bên cạnh đó là còn được chiết khấu, rồi tránh được không có qua trung gian, rồi tránh được cái việc hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng nữa. Đó. Thì khi mà mình chia sẻ những cái lợi ích đó, thì nếu như mà khách hàng hướng tới là dùng sản phẩm lâu dài và mong muốn là dùng sản phẩm miễn phí, thì có phải là kinh doanh không cả nhà? Đó, có hướng tới là khách hàng có thể kinh doanh luôn. Nhưng mà mình không, nếu như mà khách hàng là người lớn tuổi hoặc là không có mong muốn kinh doanh đó, thì mình nhờ khách hàng là giới thiệu giùm hoặc là chia sẻ giùm những người thân người quen của khách hàng đó mà có vấn đề sức khỏe giống giống như khách hàng đó, thì chia sẻ giùm mình. Và bên cạnh đó là thông qua cái việc chia sẻ đó là khách hàng còn có nhiều cái lợi ích nữa, rồi hướng tới dùng sản phẩm miễn phí nữa. Thì khi khi mà khách hàng nghe được những cái lợi ích này á, thì ai cũng thích hết, ai cũng thích, và họ sẽ dùng sản phẩm của mình lâu dài, mà bên cạnh đó là lại còn lan tỏa cho những người thân người quen của họ, và họ lại lại trung thành với mình đó ha cả nhà. Bởi vì mình có những cái lợi ích, có những cái dịch vụ tốt thì khách hàng sẽ trung thành với mình hơn. Đó, vậy thì ngày thứ 28 là mình chia sẻ với khách hàng như thế nào. Mình cũng chào chúc ha. Câu đầu tiên thì mình luôn tạo cái sự vui vẻ, thích thú. Đó là mình chào, chúc anh chị luôn khỏe và thành công. Cảm ơn anh chị đã sử dụng sản phẩm đến ngày thứ 28. Ngoài việc sản phẩm Colostrum khiến cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, công ty còn có chính sách ưu đãi đối với khách hàng thành viên. Bởi vì sản phẩm Colostrum rất cần thiết cho nhu cầu của người Việt Nam, cho nên
sản phẩm có cơ hội kinh doanh rất tiềm năng ở thị trường trong nước. Rồi bên cạnh đó, công ty Carrefour Việt Nam là doanh nghiệp chủ động chuỗi cung ứng nguyên liệu đến lon sản phẩm để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất thông qua nền tảng tại New Zealand và có chế độ chiết khấu hấp dẫn khi anh chị hợp tác làm nhà phân phối sản phẩm này. Rồi, giải thích phản ứng tích cực ha. Thì mình sẽ tùy theo cái phản ứng của khách hàng để mà mình chia sẻ tiếp. Nếu như mà khách hàng thích yêu thích cái sự kinh doanh và mong muốn lan tỏa sản phẩm nhiều hơn thì mình chia sẻ chính sách. Còn nếu như mà khách hàng chỉ muốn tiêu dùng thì mình mở thẻ tiêu dùng cho khách hàng thôi đó. Và mình tùy theo phản ứng và tùy theo cái nhu cầu của khách hàng để mà mình chia sẻ tiếp tục ha. Nhưng mà đến cái ngày thứ 28 thì đầu tiên đó là mình có thể mình chốt được thẻ khách hàng thành viên và mình gặp lại để khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm của mình, đó là tái dùng ở lon thứ hai. Và các anh chị lãnh đạo hay nói là nếu như mình thật sự bán hàng á thì cái lon đầu tiên là mình chưa có phải là mình bán, mà đôi khi là khách hàng mua là vì ủng hộ nè, vì ủng hộ mình thôi. Nhưng mà quan trọng là tái dùng được cái lon thứ hai thì cái đó thật sự là khách hàng mới mới có nhu cầu là chăm sóc sức khỏe và mới cảm nhận được cái kết quả mà sản phẩm mang lại cho khách hàng. Và khách hàng tái dùng lon thứ hai được thì cái đó là mới thật sự là mình đã bán được cho khách hàng hay cả nhà đó. Em nghe các anh chị lãnh đạo chia sẻ như vậy đó. Nhưng mà mình thấy rất là đúng luôn. Và thường là lon đầu tiên á, lon đầu tiên là họ sẽ ủng hộ nhiều hơn, bởi vì họ chưa biết là mình như thế nào, hoặc là chưa biết là chưa có tin sản phẩm như thế nào. Nhưng mà quan trọng là lon đầu tiên là chỉ mới là tin tưởng mình thôi và ủng hộ mình thôi, cho nên là lon thứ hai này rất là quan trọng ha. Và mình gặp lại khách hàng để mà chia sẻ cho khách hàng những cái thông tin để khách hàng dùng trong sự hiểu biết và tái dùng sản phẩm đó. Thì mình đã vừa tìm hiểu là từ ngày 1, ngày 4, ngày 7, ngày 14, 21, 28 là mình chia sẻ những gì công ty cung cấp đầy đủ những cái thông tin cho mình. Rồi thì mình cũng trang bị cho bản thân mình là những cái bảng giống như vậy nè cả nhà. Đây là cái mẫu cũng ở trong cái quyển tài liệu của công ty luôn nha. Ở trong này có cái mẫu sẵn thì cả nhà có thể in ra mình làm một cái quyển tập riêng, hoặc là mình đến tiệm photo á, mình nhờ người ta đánh lại giống như vậy, là bảng chăm sóc khách hàng đó. Thì nếu như mà cả nhà mà có một có vài chục đến trăm khách hàng mà mình ghi ra như vậy á thì cả nhà thấy là mình có thu nhập tốt chưa ạ? Đó. Rồi ở trong này thì có đầy đủ nè, mình ghi họ tên khách hàng ra, rồi nam nữ tuổi bao nhiêu, rồi số điện thoại, rồi chiều cao cân nặng đó, để mình ghi lại để mình làm tư liệu mà mình chăm sóc khách hàng hay cả nhà. Đôi khi lâu quá thì mình quên á, mình ghi lại là tốt nhất. Rồi địa chỉ ở đâu nè, ngày dùng sản phẩm là ngày thứ mấy, rồi ghi chú. Ghi chú thì như có những cái đặc điểm gì á, ví dụ như khách hàng có vấn đề gì về sức khỏe nè, để mình ghi lại mình nhớ để mà mình chăm sóc khách hàng được tốt tốt nhất, mình ghi lại hết luôn. Hoặc là gia đình như thế nào đó, có những cái đặc điểm gì đó thì mình ghi lại hết. Rồi sau ngày đầu tiên nè thì khách hàng có cái phản ánh hoặc là có thắc mắc gì đó thì mình ghi lại luôn. Rồi sau 4 ngày đó, sau khi mình trò chuyện với khách hàng xong đó mà có những cái điều nào mà cần lưu ý á thì mình ghi lại hết. Rồi sau 7 ngày, sau 14 ngày, sau 21 ngày, sau 28 ngày, rồi tới tháng thứ hai, rồi cái tháng tiếp theo nó mình cứ tiếp theo mình ghi lại hết. Thì cái đây là một cái quy trình để mà chăm sóc khách hàng á, và mình ghi ra cụ thể rõ ràng, càng chi tiết thì mình làm việc á nó lại càng dễ dàng hơn, và cái việc chăm sóc khách hàng của mình á nó sẽ tốt nhất, tốt hơn hay cả nhà. Rồi thì đó là quy trình chăm sóc khách hàng. Và em Mỹ Ngữ cùng với cả nhà sáng nay mình đã cùng nhau mình tìm hiểu
Và tất cả những cái tư liệu này đều có trong cái tài liệu đào tạo kinh doanh trong bộ hợp đồng của mình á. Nếu như mà cả nhà quên thì hãy mở lại và mình xem lại nha. Và rất là biết ơn cả nhà sáng ngày hôm nay đã đồng hành cùng với em Ngữ để mà mình cùng nhau mình ôn lại những cái kiến thức rất là hữu ích, và nó sẽ đi suốt trong cái quá trình kinh doanh của mình. Bởi vì mỗi khách hàng mới là mình đều thực hành những cái công việc này, cho nên là nó sẽ theo mình suốt đến khi nào mà các anh chị không còn muốn đồng hành với Carefor nữa thì thôi ha. Dạ, và biết ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều ạ, và chúc cả nhà mình thành công cùng với Carefor và một ngày mới tràn đầy năng lượng ạ, và bảo đơn ầm ầm luôn nha. Chào cả nhà.